Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin những con chó săn máu của Kadyrov chỉ là một trò lừa bịp. Họ được coi là những chiến binh cứng rắn, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Quân của Ramzan Kadyrov, 45 tuổi, bạo chúa tại Chechnya, là bạn của ông Putin. Hàng ngày, thủ lĩnh của Chechnya đều đăng tải các video về Kadyrov Tis của mình và đe dọa tiêu diệt hoàn toàn binh lính Ukraine. Đây là hình ảnh bài báo về đội quân chó săn máu của Kadyrov, bạn thân của ông Putin. Nếu người ta tin Kadyrov thì những người lính được đào tạo bài bản có vẻ ngoài dữ tợn của ông ta đến chiến đấu trong những trận chiến khó khăn nhất và chỉ phàn nàn rằng họ không được phép hành động tàn bạo hơn nữa. Nhưng chuyên gia quân sự Ruslan, người Nga, Levit, người điều tra hoạt động chuyển quân của Nga ở Syria và Ukraine cho tổ chức đội tình báo xung đột, nói với báo chí về các chiến binh của Kadyrov như sau. Mọi thứ cho thấy chúng hoàn toàn vô dụng trong vai trò của một lực lượng chiến đấu. Họ không được đào tạo hoặc chuẩn bị phù hợp. Họ không thể tiến hành chiến tranh. Tất cả những gì họ có thể làm là tra tấn tù nhân, bắt cóc người, giết những người không có vũ khí. Đây là hình ảnh Kadyrov và ông Putin là hai người bạn bè thân nhau. Đây thực sự là hai kẻ độc tài khát máu. Vậy những con chó săn máu của Kadyrov có phải chỉ là một trò lừa bịp hay không? Chuyên gia quân sự nhận xét rằng, đúng vậy, Levy đã nói với báo chí tiếp như sau. Những người lính của Kadyrov ở Ukraine từ những ngày đầu tiên, tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, chúng tôi chưa thấy một trận chiến nào mà họ tham gia. Kể từ ngày đầu tiên, họ đã ở hậu phương, quay video và tìm cách đe dọa Zelensky, binh lính Ukraine hoặc những người theo chủ nghĩa dân tộc. Chuyên gia cho biết thêm, một số video thậm chí còn được dàn dựng. Một lần, các chiến binh của Kadyrov đến một căn cứ quân sự trống rỗng ở gần Kiev. Không phải chiến đấu với ai, nhưng họ giương cờ Chechnya và tuyên bố rằng họ đã chiếm được một căn cứ. Một trò lừa bịp trắng trợn. Đây là hình ảnh phương tiện chiến tranh của Nga bị bắn cháy và vứt bỏ khắp nơi tại Ukraine. Những chiến binh của Kadyrov hoàn toàn vô dụng với tư cách là người lính. Hơn thế nữa, khi các chuyên gia nhận ra rằng binh lính của Kadyrov không chiến đấu và hoàn toàn vô dụng với tư cách người lính, họ thậm chí còn công bố nhiều video hơn nữa về các điều được cho là cuộc chiến. Nhưng không bao giờ rõ họ đang bắn ở đâu và họ đang bắn vào ai. Người ta không bao giờ nhìn thấy đối thủ ở gần. Bạn sẽ không thấy kẻ thù trong bất cứ video nào do chính Ramzan Kadyrov đăng tải lên. Ở một trong những video nổi tiếng nhất của mình, binh lính của Kadyrov bắn phá một tòa nhà cao tầng ở Mariupol. Nhưng Levy nói rằng, ở cuối video họ giơ một huy hiệu của tiểu đoàn Azov trước máy quay. Rõ ràng toàn bộ đối thủ duy nhất chỉ là chiếc huy hiệu này. Bởi vì những người theo chủ nghĩa dân tộc được cho là đã ở trong tòa nhà cao tầng, nhưng họ không trưng bày vũ khí của những kẻ được cho là theo chủ nghĩa dân tộc cũng như những xác chết của họ. Đây là hình ảnh quân Nga xâm lược bị chặn đánh khắp nơi tại Ukraine. Đối với Levy và đồng đội thì rõ ràng những người lính Kadyrov vẫn tiếp tục không tham gia vào cuộc đấu tranh này và chiến tranh. Họ chỉ tiếp tục được tránh rủi ro. Họ tiếp tục tìm cách tạo ấn tượng rằng họ là những người lính dữ dằn, trong khi họ không phải là như vậy. Ngay cả trong các cuộc video quay và cảnh họ bắn súng, rõ ràng họ không có kinh nghiệm chiến đấu. Họ mắc những sai lầm thô thiển nhất khi liên quan đến việc ai đứng sau ai, ai đang yểm trợ ai. Theo Levy, các chiến binh Chechnya trước hết chỉ phục vụ một mục đích là chiến tranh tâm lý. Chuyên gia này nhận định tiếp như sau, những người lính của Kadyrov trông thật đáng sợ, ai cũng sợ họ. Điều này gây áp lực cả lên quân đội Nga và kẻ thù. Bởi vì nhiều binh sĩ Nga nói rằng họ không thể đào ngũ vì nếu không sẽ bị bắn chết. Để duy trì huyền thoại này, những video này đã được phát hành. Đó chính là bộ máy tuyên truyền của Nga. Kính mời các bạn xem bản tin lý do Putin bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Tikhon, 34 tuổi, là một trong những nhà báo độc lập nổi tiếng nhất của Nga. Hầu như không có một phóng viên nào khác có thể có được một cái nhìn sâu sắc như anh
về những gì đã xảy ra ở đất nước của mình trong những năm gần đây. Cùng với các đồng nghiệp của mình, tổng biên tập kênh truyền hình DOS đã phải rời khỏi đất nước của mình ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến chống Ukraine do các hình phạt hà khắc mà Điện Kremlin đưa ra đối với những thông tin bị cáo buộc là sai trái về hoạt động ở Ukraine. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập người Nga Tikhon. Trong một phỏng vấn với báo chí, người đàn ông 34 tuổi này đã đưa ra một lời giải thích đáng ngạc nhiên về lý do tại sao Putin quyết định phát động một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại quốc gia láng giềng của mình. Dicko nói như sau: "Tôi tin rằng Corona đã thay đổi Putin. Putin chỉ nhận được thông tin hạn chế trước khi đại dịch bùng phát và đột nhiên thấy mình rất bị cô lập sau khi sự bùng phát của Covid-19. Rõ ràng là ông ấy rất sợ Corona. Nếu không thì ông ta đã không gặp các chính trị gia và tướng lĩnh khác bên chiếc bàn dài đến như vậy. Kể từ khi đại dịch Corona bùng phát, ông ấy chỉ nhận được thông tin liên lạc, ví dụ như người ta nói với ông ta rằng người Ukraine sẽ chào đón ông ấy bằng hoa, rằng Ukraine có quân đội yếu và Nga thì có quân đội rất mạnh." Đây là hình ảnh trong các buổi duyệt binh, Nga vẫn thường khoe khoang các loại vũ khí tối tân, giết người hàng loạt của mình. Corona cũng đã được làm cho các cuộc hội đàn áp ở Nga đối với chính công dân của nước mình tăng lên nhanh chóng. Nhà báo này nhận xét tiếp, nhà nước cho rằng Corona không chỉ có hại cho sức khỏe mà còn khiến phần lớn xã hội trở nên bần cùng. Người ta sợ rằng những người này có thể nổi loạn. Disco đi đến một kết luận cứng rắn như sau. Vì vậy, Điện Kremlin quyết định ngừng đóng vai một chế độ dân chủ và tiến tới một chế độ chuyên quyền và sau này là chế độ độc tài. Vì lý do này, cuộc đàn áp các nhân vật đối lập đã được tăng cường vào năm 2021, và sau đó Putin quyết định tiến hành thêm một bước nữa là tấn công vào Ukraine. Với hàng loạt các biện pháp tiếp theo, đó là đóng cửa các mạng xã hội và truyền thông độc lập tại Nga. Đây là hình ảnh ông Putin ra lệnh tấn công xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Không ai cho rằng điều đó có thể xảy ra. Do Disco và các đồng nghiệp của mình từ kênh truyền hình DOS mô tả cuộc tấn công của Nga và Ukraine là một cuộc chiến tranh, nên các nhà báo buộc phải lựa chọn hoặc là phục tùng cơ quan kiểm duyệt hoặc đối mặt với 15 năm tù. Họ đã chọn cách thứ ba là rời Nga và tạm ngừng hoạt động kênh truyền hình của mình. Disco hiện đang sống với vợ tại Georgia, nơi ông đã bắt đầu mở một kênh YouTube để tiếp tục đưa tin về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine. Disco nói và tin rằng vừa phút cuối cùng Putin đã không để những người thân cận nhất biết được kế hoạch của mình. Disco nêu rõ, cuộc chiến bắt đầu như một cú sốc đối với tôi. Đó cũng là cú sốc đối với hầu hết mọi người ở Nga, kể cả chính trị gia cao cấp. Không ai có thể nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Tôi cũng tin rằng khi Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng sẽ không có chiến tranh thì ông ấy không nói dối. Tại thời điểm đó, ông ấy thành thật tin rằng sẽ không có chiến tranh. Đây là hình ảnh ông Putin họp bàn với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov trên một chiếc bàn dài. Cho tới nay, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Hàng ngàn thường dân và binh lính thiệt mạng, toàn bộ số thành phố đã bị xóa sổ bởi tên lửa của Nga và bom của họ. Hơn 3 triệu người dân Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước này. Dicko đi đến một kết luận rằng, chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch ban đầu đã không thành hiện thực. Quân đội của Nga đã không chuẩn bị cho cuộc chiến này. Bất chấp sự kỳ vọng của giới lãnh đạo của Nga, quân đội Ukraine tỏ ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến. Và họ đã chống trả hết sức quyết liệt và dũng cảm. Hơn 10.000 binh sĩ Nga đã tử trận cùng hàng trăm phương tiện chiến tranh. Phương Tây đã thống nhất trong phản ứng của họ và Điện Kremlin đã không tính tới điều đó. Đây là hình ảnh các nước ủng hộ, viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine để đánh trả quân xâm lược Nga. Điện Kremlin chỉ đơn giản là tính toán sai và không có kế hoạch B thực sự cho cuộc chiến này. Thay vào đó, theo Tikhon, lực lượng của quân đội Nga đang suy yếu dần. Điều duy nhất họ làm là đẩy các đơn vị mới vào trận, trong đó có các đơn vị từ vùng cận đông, nhưng điều hiển nhiên là điều đó không thể kéo dài mãi mãi.